Vừa qua, chung kết cuộc thi FPT University Talent 2020 đã diễn ra tại trường đại học FPT. Cuộc thi thu hút hàng ngàn thí sinh là học sinh trường trung học phổ thông và khán giả trực tuyến trên khắp mọi miền đất nước đón xem. Mình biết đến cái cuộc thi này qua việc tìm hiểu trên cái trang web. Mình muốn giành được học bổng này để trở thành sinh viên trường đại học FPT, trở thành một FPT ư. Em thấy cuộc thi FPT University Talent này là một sân chơi rất là bổ ích cho các bạn muốn thể hiện tài năng của mình. Và em cũng rất là mong muốn sẽ giành được một cái học bổng để được theo học tại FPT University Hồ Chí Minh. Vượt qua hàng trăm thí sinh vòng sơ loại, top 15 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi bước thẳng vào chung kết. 15 tiết mục dự thi là 15 sắc màu riêng biệt thuộc các loại hình nghệ thuật đa dạng như hát, nhảy, múa đương đại, hùng biện, ảo thuật. Ông giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Hiệu trưởng Đại học FPT. Xin chào mừng tất cả mọi người tới trường Đại học FPT Cần Thơ, một trong 5 campus của Đại học FPT trên toàn quốc. Cuộc thi càng có sức hút hơn khi hội tụ bộ ba giám khảo quyền lực, đình đám hàng đầu V-Beat như beatboxer Thái Sơn. Vị giám khảo thứ hai là một nữ giám khảo, ca sĩ Hòa Minzy. Hãy cùng chờ đón nam ca sĩ Trúc nhé. Sau phần dự thi của 15 thí sinh, bộ ba giám khảo khách mời của chương trình cùng hòa mình vào không khí sôi nổi của khán đài với những ca khúc đình đám đầy máu lửa. Trước đó, các giám khảo đã gửi đến thí sinh những lời nhận xét, góp ý mang tính chuyên môn cao, giúp các bạn hoàn thiện và thành công hơn với tài năng của mình. Cùng đến với phần giao lưu của giám khảo ca sĩ Hòa Minzy.
qua 15 thí sinh xuất sắc, Phan Lê Mi, thí sinh đại diện cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đã giành được giải ấn tượng với giải thưởng là một suất học bổng 50% và 5 triệu đồng tiền mặt. Giải 3 thuộc về Tăng Hồng Phúc, giải 2 thuộc về Bùi Thanh Tùng. Hãy cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho Mai Xuân Thanh. Giải quán quân thuộc về bạn Mai Xuân Thành với giải thưởng là 30 triệu đồng và suất học bổng 100% tại Đại học FPT. Ngay cả chặng đường em tham gia thì em có cảm giác là em nhớ nhất là những cái hành trình em đi cùng với các bạn khi mà lên giật cùng với mọi người và nói chuyện tán gẫu cùng với các bạn thí sinh khác. Em cảm thấy rất là vui và phấn khích khi được nhận học bổng 50% và trở thành sinh viên của Đại học FPT Hồ Chí Minh ạ. Cuộc thi FPT University Talent 2020 là sân chơi để học sinh trung học phổ thông trên toàn quốc thể hiện tài năng và có điều kiện giao lưu, kết nối với các bạn trẻ đam mê nghệ thuật, đồng thời nắm chắc cơ hội trở thành sinh viên Đại học FPT với những suất học bổng danh giá.